ลงก็เหมือนเจอทางมดเอ็มเบ๊ขอรวนลามเอ็มเบ๊ก็ใส่น้องบีมเนื้อเลยบีมดิเลยบีมใกล้เลยขอว่าบอกว่าเด็กของแม่อ่ะจะซื้ออะไรแล้วหัวเอ็มเบ๊không đâu trà sữa này em bé cũng không uống được đâu vậy em bé uống gì à đồ uống của em bé đây đây ui bay bay cắt chặt 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 cho đi ra đi đi thôi này anh cầm lấy này đến giờ xem tivi của anh rồi thôi anh đi đấy nhá quá hay quá xem bảo sao con này vứt đồ chơi vừa buồn ra thế này mau sửa gọn thành cho mẹ mẹ ơi mẹ muốn lát nữa được không ạ con đang xem mày không được gọn ngay là luôn cho mẹ nhanh lên chó bông với cả cái xúc xích nữa sao con không cất luôn đi đây là đồ chơi của em bé mà mẹ bảo em bé dọn đi em bé làm sao mà cất được con cất luôn đi sao lại em bé xuống thế nhở chơi xong không phải dọn gì cả ước gì mình đừng làm em bé nhở con ơi hay em mình xem phim nha Gia Bảo ơi, con quét nhà cho mẹ đi. Đến mẹ bảo em bé quét nhà của con đi. Em còn bé, làm sao mà quét được? Sướng nhất em rồi đây, không phải quét nhà. Đây, chùi đây, quét nhà cho mẹ đi nha. Vâng ạ. Bé không tự uống mà mẹ lại phải bón thế à? Tại vì em còn bé mà con. Nhỉ? Con còn bé mà. Này con ăn con. Ăn nào. Ngon lắm đúng không? Em bé sướng rồi, không phải quên nhỉ, lại được mẹ bón sữa cho nữa. Bay bay bay. Bay. Yeah. Tập 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 tập. Đến giờ học của con rồi, con ngồi xuống học bài đi. Mẹ ơi, sao con suốt ngày phải học? Sao em bé không phải học thì mẹ em? Con nhìn xem, tại vì em còn bé mà. Nào, em bé ra đây với mẹ, cho anh ta bảo học bài nha. Con nhớ học bài luôn đi nhá. Vâng ạ. Chơi nào. Làm em bé sướng thật, chỉ có ăn, chơi, ngủ, chẳng phải học bài gì cả. Bảo ơi đi nhanh lên, trời sắp mưa rồi đấy. Mẹ ơi con mỏi chân quá. Mẹ bế con đi được không ạ? À? Làm sao mà mẹ bế con được? Vậy tại sao mẹ lại bế em ạ? À? Vì em còn bé mà. Thôi đi nhanh lên con. Giá như mình còn bé, mình mỏi chân, chắc chắn mẹ sẽ bế mình. Mỏi chân quá. Đi nhanh lên nào con ơi. Mẹ cho con ru em ngủ. Mẹ chơi khủng long với con đi được không ạ? Chơi gì mà chơi, con không nhìn thấy em đang khóc này à? Cho con ngủ nhé. Từ lúc của em, mẹ chẳng chơi với con một chút nào cả. Con không thích ở lớn, con muốn trở thành một em bé. Có luôn. Làm em bé thì phải đeo cái khăn này vào. Và đội cái khăn này lên đầu nữa. À, làm em bé còn phải đóng bỉm nữa. Để mẹ đi lấy bỉm. Cái này khó quá, bỏ qua được không mẹ? Không, em bé thì phải đóng bỉm chứ. Đây, là em bé của mẹ. Yeah, mình đã trở thành một em bé. Còn đây, là em bé đã lớn này. Xin chào tất cả các bạn. Mẹ ơi, giờ con là một em bé rồi, con có phải đi học không ạ? À? Tất nhiên là không rồi. Yeah. Con cũng phải học bài và quét nhà không mà. Tất nhiên là không rồi, vì con còn bé, tất cả những việc đấy sẽ
để anh làm cho. Nào, bây giờ mẹ đưa Minh Hoa đi học nha. Vâng ạ. Đi thôi nào. Yeah, mình là một em bé thích cứ đi, thích cứ đi. Minh Hoa ơi, mẹ mua đồ chơi mới cho con này. Con xin mẹ. Wow, ô tô được này. Xịn quá, thích quá. Con chơi đi nhá. Vâng ạ. Có đồ chơi mới kìa, xuống chơi thôi. Đồ chơi mới. Đừng vào. Em bé, không được chơi đồ chơi này đâu, vì là rất khó. Thế em bé chơi cái gì? Em bé chơi cái này này, em muốn lên thế chơi đi. Chơi cái này, có gì mà vui. Thế con có muốn làm em bé nữa không? Có ạ, con vẫn muốn làm một em bé. Ok luôn. Wow, cô sai một giờ này. Làm em bé thích thật, chẳng phải làm gì cả. Ô, anh Minh Khoa, quét nhà đi. Thật chẳng là quét nhà đây. Minh Khoa ơi, mẹ mua đồi gà và trà sữa cho con này. Wow, ngon quá. Anh xin mẹ. Con ăn đây. Còn đùi gà kia là của con. Không đâu, đùi gà không phải là đồ ăn dành cho em bé. Ngon quá. Ngon không Minh Khoa? Có. Ăn đi. À, trà sữa này là của em bé. Không đâu, trà sữa này em bé cũng không uống được đâu. Vậy em bé uống gì à? Đồ uống của em bé đây. Em bé phải uống sữa bằng kiểu này à? Đúng rồi, vì con là em bé mà. Làm em bé chán thật, không được ăn đùi gà, không được uống trà sữa. Thế con còn muốn làm em bé nữa không? Có ạ. Vậy thì tiếp tục làm em bé nhá. Vâng ạ. Ngon quá. Minh Hoa ơi, con xong chưa? Con xong rồi ạ. Em bé ơi, bây giờ con ở nhà với bố, phải ngoan, không được khóc nhè nhá. Mẹ đi đâu vậy à? Hôm nay anh Minh Khoa được nghỉ học, cho nên mẹ sẽ đưa anh Minh Khoa đi chơi công viên một lúc. Con ở nhà nhá. Wow, đi chơi công viên, có nhà bóng, cầu trượt, cả nhiều ô tô nữa. Yeah, con rất thích đi. Ồ không, con là một em bé, không chơi được những trò đấy đâu. Bây giờ con lớn, mẹ cho con đi nhá. Sao lại chán vậy à? Em bé nào cũng phải vậy mà con. Vậy con không làm em bé nữa đâu. Làm em bé chẳng có gì vui cả. Không được chơi đồ chơi đẹp, không được ăn đồ ăn ngon, không được đi chơi, không được làm những thứ mình thích. Suốt ngày phải ngồi một chỗ, xong còn đóng bỉm nữa. Con không thích làm em bé nữa đâu. Con không làm em bé nữa đâu. Con không làm em bé nữa đâu. Con trở lại bình thường rồi. Thì con vẫn bình thường mà. Chắc con lại đang nằm mơ gì đúng không? Con vừa mơ một ngày con làm em bé mẹ. Thì con thấy làm em bé có vui không? Không, con không thấy vui chút nào cả. Con thấy lớn như thế lại có nhiều cái vui hơn mẹ. Vậy thì từ giờ con đừng tị với em nữa nhá. Vâng ạ. Được rồi, bây giờ trông em đi để mẹ vào nấu cơm. Lại trông em ạ? Con không thích trông em đâu. Nếu không thích thì mẹ sẽ cho con làm em bé, rồi cho em bé lớn, em bé trông con nhá. Dạ thôi, con trông em cũng được. Rồi, con bế em nha. Vâng ạ. Em màu lực, chút làm em bé chán lắm đấy.